vợ Nhật. Ngày xưa, ở nước Pháp cổ kính, mỗi con sông đều có vị thần cai quản để ban sự sống an lành cho dòng sông đó. Dòng sông Seine cũng vậy. Nơi đây, nàng tiên cá hai đuôi Melusine xinh đẹp chính là vị thần quyền năng bảo vệ vạn vật dưới nước, cũng như hai bên bờ sông cho một cuộc sống yên bình. Xem chừng sắp có điều chẳng lành rồi. Tai ương sắp tới có vẻ sẽ rất lớn. Một mình ta liệu có bảo vệ được tất cả không đây? Khung cảnh đẹp mắt này thật đáng tiếc, sắp bị hủy hoại rồi. Phải lên đầu nguồn canh chừng sẵn mới được. Bay mù văng đầy quá, còn chặt thuyền vào nha. Xem chừng sắp có bão to đó. Chắc à, cậu không neo thuyền mà còn đi đâu vậy? Tối nay dự là sẽ có bão lớn đó. Tôi biết rồi, chính vì thế tôi mới phải đi gấp đây. Khu vườn bên bãi bồi của tôi mới gieo hạt mà chưa che chắn xong. Tôi phải nhanh chân xuống đó, không tất cả sẽ công cốc mất. Nếu không thật cần thiết thì có khi cứ để đó đi. Chờ cậu xuống bãi bồi mà bão lũ về bất chợt thì mất mạng như chơi đó. Không sao, tôi chỉ xuống một lát thôi, chứ không đi thì tôi không yên tâm được. Nhớ cẩn thận nha. Vâng. À, lũ về rồi sao? Nhanh hơn cả mình dự đoán rồi. Mưa mất rồi. Mưa lớn rồi, giờ mà cố trở về thì cũng nguy hiểm. Chỉ mong sao lũ qua nhanh, không ngập lên bãi bồi thì ở đây tránh tạm vậy. Lũ trên đầu nguồn đang đổ về, dòng nước có vẻ lớn. Phải tách dòng nước từ đây thì mới giảm bớt áp lực của dòng sông được. Nước sông đang dâng rất nhanh, cơn bão này có vẻ lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bãi bồi sẽ nguy mất. Mình nên ở đây hay ra thuyền để tránh nước dâng đi. Nếu ở đây nước lên cao, mình sẽ không có chỗ trú. Còn nếu ra thuyền thì có lũ hay không thì cũng rất nguy hiểm vì gió lớn. Nhưng nếu khéo léo chèo chống thì vẫn còn cơ hội. Có lẽ phải ra thuyền thôi, rồi tùy cơ xử lý tiếp. Không xong rồi, cơn bão này lớn hơn mình tưởng. Cứ như thế này mình sẽ không đủ sức mà cầm cự mất. Dòng sông cũng sắp không chịu được rồi. Chỉ có thể dồn hết năng lượng chặn hẳn dòng lũ đổ vào sông, mà đổ sang nhánh chảy vào núi kia thôi. Hả? Không xong rồi, dòng lũ thế kia thì mình sẽ bị nhấn chìm mất. Đành tùy vào số phận vậy. Ủa, sao dòng lũ vẫn chưa tới ư? Hả, chuyện gì thế này? Dòng lũ đâu rồi? Không thể tin được, như vừa có một phép màu xảy ra vậy. Chà, xem chừng cơn bão hôm qua cứ lo lắng, nhưng cũng không có lớn lắm ha. Nè nè, các ông không biết gì sao? Dòng sông Seine ở đoạn phía dưới bỗng chia thành hai nhánh đó. Hả? Có chuyện đó sao? Thì tôi vừa ở dưới đó về đây. Thật kinh ngạc. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Chắc là lũ về, nhưng tách ra thành nhánh sông đó đấy. Ôi trời ơi, có chuyện đó thật sao? Các ông không tin thì xuống đó xem đi. Dòng sông tách thành nhánh mới ư? Thật kỳ lạ. Sao có thể được chứ? Chà chà, hôm nay thời tiết tốt quá. May thật, cuối cùng thì dòng sông và vườn của mình cũng bình an. Ủa, gì thế kia? Là một cô gái ư? Sao cô ấy lại dạt vào đây thế này? May quá, cô ấy còn sống. Hả? Đây là đâu? Anh là ai? Kìa cô gái, cô hãy bình tĩnh. Tôi thấy cô dạt vào bờ nên đưa cô vào đây. Cô có sao không? Hả? Chân, là chân của tôi.
Cô sao vậy? Cô có bị đau ở đâu không? Không, không có gì. Cảm ơn anh đã cứu mạng. Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi. Cô cứ ở đây để tôi có thể chăm sóc cô. Tôi là Jack. Xin lỗi cô, nhưng có lẽ là tôi đã phải lòng cô mất rồi. Tôi sẽ ở lại đây với một điều kiện. Xem như đó là điều tuyệt mật giữa hai chúng ta, là anh không bao giờ được nhìn tôi tắm. Nếu không, mọi thứ sẽ vĩnh viễn biến mất. Anh có thể vì tôi mà làm điều này được không? Ta đồng ý. Em là Melusine. Thời gian sau. Melusine, Melusine ơi, em ở đây nè. Melusine, em còn ở đây sao? Chúng ta chuẩn bị về làng đi. Dạ vâng. Em sợ tối nay có bão nên đang cố hái hết chỗ trái cây này về. Cũng sắp xong rồi nè. Thôi, về làng nhanh đi. Chỗ trái cây này cứ để đó đã. Từ lúc em đến đây với ta đã 2 năm qua đi, giờ ta mới thấy thời tiết có vẻ đáng lo ngại thế này. Ta sợ sẽ có bão như năm xưa đó. Thế nên cứ để đó về làng cho an toàn đã. Em hiểu sự lo lắng của anh mà. Được rồi, mình về làng thôi nào. Anh vào nhà trước đi. Em chạy ra bờ sông một chút sẽ trở về ngay. Hãy tin em nha. Nhớ sự thỏa thuận giữa hai chúng ta suốt thời gian qua đó. Anh ở yên trong nhà và đợi em nha. Nhưng mà... Không ổn rồi. Thời tiết thế này, sợ rằng cơn bão sẽ còn lớn hơn năm xưa. Mình không thể ngồi yên thế này được. Cú lên nào. Cẩn thận nha. Không xong rồi, thì con Mia bị cuốn đi rồi. Không kịp đâu Jack à. Dưới kia có khúc ngoặt, tôi sẽ bắt được dây neo thuyền thôi. Ủa, kia chẳng phải là Melusine sao? Melusine, cô ấy đi đâu vậy? Nhưng không được. Cô ấy đã dặn mình là không được đến gần khi cô ấy chạm vào nước. Nhưng mà cô ấy đi đâu làm gì trong lúc bão lũ thế này chứ? Melusine, em định làm gì thế? Melusine, em làm gì thế? Quay lại ngay. Jack à, sao anh lại ra đây? Đây là lý do mà từ trước em luôn không cho phép anh nhìn em mỗi khi em chạm vào nước, phải không? Melusine, em thật ra là ai? Jack à, điều đó không quan trọng. Em phải cứu dòng sông và thôn làng cái đã. Sau đó chắc cũng không gửi lời chào đến anh được. Anh đã biết sự thật rồi, cho nên em không thể ở lại như trước được nữa. Không, Melusine. Thời gian sau, bị Jack nhìn thấy hình hài tiên cá của mình, Melusine hóa thành rồng bay đi. Cơn bão hôm đó đã tan biến, dân làng yên bình, nhưng Melusine và Jack mãi mãi bị chia cắt. Lúc này, Jack mới biết sự hy sinh của Melusine khi cô ở bên cạnh mình. Từ đó, chàng luôn ngồi thuyền trên sông chờ đợi nàng trở về. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Tắt máy, bật niềm vui. Ôi giời ơi, nắng nóng thế này mà cắt điện thì chết, làm sao mà sống nổi. Chỉ thương bọn trẻ con, nóng không ngủ được, sụt sạo cả đêm ấy. Hay, đi đâu cũng ồn ào như thế. Cô quen nhà đó à? À, nhà thằng bé học cùng cô Bi nhà em đấy. Mới chuyển đến đây, em biết vậy thôi à? Thôi về đi, cơm nước cho sớm, không tí cắt điện lại tối thui. Nhìn rau gấp thịt. Bi ơi, nhanh ra đây đỏ đèn với bọn tớ đi. Đây, tớ ra đây. Nhìn này, bố tớ mới làm vỏ lon màu đỏ đẹp không? Wow, màu đỏ công nhận nổi bật. Bọn tớ toàn màu vàng vỏ bia thôi. Mấy cái vỏ lon bỏ đi mà cũng gọi là đèn.
Kiết đấy hả? Các cậu trật tự đi cho tớ xem hoạt hình. Cứ ầm ĩ cá lên. Sao cả khu mất điện mà nhà nó vẫn sáng trưng thế nhỉ? Lại còn xem được hoạt hình. Các cậu chắc chả biết cái máy nổ là cái gì đâu nhỉ? Cả khu này có mỗi nhà tớ có cái máy nổ thôi đó. Máy nổ là cái gì thế nhỉ? Tớ chịu, ai mà biết được. Thôi, tớ nói các cậu cũng chả biết được đâu. Đi chơi mấy trò con nít đi. Ha ha. Cái máy nổ là cái gì mà nó oai thế Happy? À, khi mà mất điện ý, cái máy này nó nổ bình bịch, xong phát ra điện, thế là bật được đèn, quạt, tivi, tất cả đồ điện trong nhà luôn, hay lắm. Sao mày biết hả Bi? Bố em là công nhân cơ khí mà lại. Kể ra cái máy đó thích thật đấy nhỉ? Nhưng mà ghét cái thằng kia lắm, tinh tướng. Bọn mình đừng bao giờ chơi với nó nha. Thôi kệ bạn ấy, bọn mình đi chơi đi. Bi ơi, Bi, chào tớ. Kết hả? Có chuyện gì vậy? Các cậu đi đá bóng à? Cho tớ đi với. Quên đi. Về nhà bật máy lạnh lên mà đá trong nhà ấy. Thôi cậu đừng buồn, chỉ là hiểu nhầm thôi, không sao đâu. Tớ với cậu đá nhé. Mọi người ghét tớ đúng không? Nhà tớ có máy nổ thì có gì sai chứ? Ừ, đúng là chẳng có gì sai. Cái máy nổ cũng không có lỗi gì. Chỉ là cách cậu nói khiến... chúng nó thèm chứ gì. Ai mà chả biết. Trong khi cả khu mất điện thì nhà của tớ vừa sáng vừa mát, lại vẫn xem được tivi. Bọn nó ghen tị với tớ ấy mà. Cậu không thèm sao? Có máy nổ thích cực kỳ luôn đấy. Ừ thì cũng thích, nhưng tớ cũng không quá thèm đâu. Mất điện cũng vui mà. Hả? Vui cái gì chứ? Nóng chết đi được. Lại còn tối thui lùi. Chả làm được việc gì. Phim thì chẳng được xem. Đấy là cậu nghĩ thế. Chứ tớ thấy khi mất điện, mọi người cùng ra sân ngồi hóng gió, nói chuyện, xong đi rước đèn dưới trăng, cứ như trung thu ấy. Vui cực kỳ. Vui thế cơ à? Đi đá bóng đi. Nhanh không mẹ tớ lại gọi về ăn cơm bây giờ. Tối nay người ta lại cắt điện nữa đó. Trời ơi, mất điện rồi. Lại mang cái quạt nan ra đây. Tắt hết tivi với quạt đi con ơi. Ra ngoài này cho mát nè. Bố mẹ ơi. Bố mẹ. Gì thế con? Nhà mình xuống dưới kia chơi đi. Bố đang bận làm việc mà. Với cả ngồi mát không thích hơn à. Mà còn nhau xuống đấy, nghịch với mấy thằng quỷ. Bố nói đúng đấy con à. Con thấy cả khu có ai sướng như con không? Người ta mất điện, mình vẫn mát lạnh cả ngày. Lại còn... Nhưng con muốn xuống rước đèn lồng vỏ lon với các bạn dưới kia. Bạn nào cũng được bố làm cho đèn lồng thích cực. Ui dào, tưởng gì. Mấy cái đèn bằng vỏ lon ngày xưa bố làm chơi suốt. Có cái gì mà ao ước chứ. Giờ ai chơi mấy thứ đó nữa đâu con. Các bạn ấy vẫn chơi với bố kia kìa. Vui là khác. Sao chẳng bao giờ bố làm cho con. Chẳng bao giờ chơi với con cả. Tại mày hết. Liêu liêu. Sao hôm nay nhà tớ thui thế kiết? Không bật máy lạnh coi hoạt hình nữa hả? Kiết, có phải con rút máy nổ không thế hả? Là con rút đấy. Con muốn được như các bạn ấy cơ. Sáng rồi, yeah. Kiết à, bố xin lỗi. Để bố làm đèn lồng cho con chơi với các bạn nhé. Thật không ạ? Thật. Mẹ vào lấy giúp hai bố con mấy cái vỏ lon bia với cây kéo, cây nến, bật lửa ra đây nhé. Hôm nay bố làm cho Kit cái đèn ít nhất khu luôn. Ai cha, bố con thằng Kit mãi hôm nay mới thấy mặt. Vâng ạ, nhà cháu hôm nay cho máy nổ nghỉ hưu rồi. Niềm vui đôi khi không đến từ sự đủ đầy.
Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Đơn hàng đặc biệt. Anh uống cốc nước mát cho đỡ mệt rồi làm tiếp. Anh xin, rót cho anh cốc nước lọc là được rồi. Nước mía còn để mà bán cho khách chứ. Thì anh là khách xịn của quán đấy thôi. Alo, Linh à, tôi nghe đây. Vâng hả, cuối tuần này lớp mình tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường đấy. Tôi gọi điện thông báo cho cậu thu xếp công việc. Mà này, mấy đứa trên thành phố chúng nó đều về được hết đấy. À, ừ, thế tốt quá. Này, hôm đó bận đến đâu thì bận cũng phải đi. Nên nhớ cậu vẫn là bí thư đấy nhé. Phải gương mẫu. Hôm đó tôi qua đón nhé. Ừ, có gì tôi liên lạc với cậu sau nhé. Sao thế em? Ờ, không có chuyện gì đâu anh à. Linh, bạn hồi cấp 3 với em thông báo cuối tuần này lớp cũ của em tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường anh à. À, thế à, vui quá còn gì. Nhưng thôi, em không đi họp lớp đâu anh à. Cô Vân ơi, cho ông cháu tôi gửi tiền nước mía nhé. Dạ, em vào ngay đây ạ. À, cuối tuần này em cứ đi họp lớp cùng các bạn cho vui đi. Chẳng gì thì trước đây em cũng làm bí thư chi đoàn của lớp mà. Vâng, ngày xưa thuở học trò nhiều kỷ niệm thật. Cái thời vô lo vô nghĩ và tình bạn lúc đó cũng thật trong sáng anh nhỉ. Mà lâu nay em có biết nhiều tin tức về các bạn cũ không? Có mỗi em và Linh là ở lại quê, không đi học xa nhà. Các bạn khác trong lớp thấy bảo cũng mỗi người lập nghiệp một nơi, đều thành đạt cả. Ở quê thì Linh cũng ổn định với nghề giáo viên. Chỉ có mỗi mình em là... Anh thấy chúng ta tuy kinh tế không khá giả, nhưng sống vui vẻ với nhau là được rồi, phải không em? Ờ, à, không, đấy là em nói chuyện thế thôi, chứ em có nghĩ ngợi gì đâu ạ. Các bạn ở phương xa còn về được, huống chi mình lại ở ngay quê hương. Em phải đi họp lớp đấy. Thôi, còn hàng quán anh à, em đi họp mất cả buổi, một mình anh ở nhà xoay sở sao được. Em đã quyết rồi, anh đừng có băn khoăn gì nữa. Thôi ăn cơm cho nóng, cơm canh nguội hết cả rồi. Em quyết định không đi thật hả? Lo gì hàng quán cơ chứ, nghỉ bán một ngày cũng có sao đâu. Thì anh, em đã nói từ hôm trước rồi mà. À phải rồi, để em gọi điện cho Linh để cậu ấy khỏi qua đón em. Alo, Linh hả? Lát nữa tôi không đi họp lớp được đâu. Cậu cứ đi, không phải qua rủ tôi đâu nhé. Chị cần mua gì ạ? Tôi muốn mua nước mía, nhưng cần số lượng lớn cho hội nghị vào trưa nay. Nhà chị có nhận làm được không ạ? À, được, được chị ạ. À, chị cần nhiều là khoảng bao nhiêu cốc ạ? À? Chị làm cho tôi 40 cốc. Làm xong chị giao đến địa chỉ này cho tôi nhé. Đây là tiền tôi đặt trước cho chị. Khi nào chị mang hàng tới, tôi sẽ gửi chị nốt nhé. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ mang đến đúng giờ cho chị. Thật là may mắn quá, mới sáng ra đã có đơn đặt hàng lớn thế này. Anh ơi, có chị khách đặt quán nhà mình mấy chục cốc nước mía. Anh vào giúp em một tay cho kịp giờ giao cho khách nhé. Ừ, anh vào ngay đi. Anh vất vả rồi, bây giờ vợ chồng mình đi giao hàng đến chỗ hẹn, xong về ăn cơm trưa là vừa anh à. Ừ, em ngồi sau giữ cho cẩn thận nhé. Đúng địa chỉ này rồi anh à. Nhà hàng to đẹp, sang trọng quá em nhỉ. Vâng, chắc toàn người có điều kiện mới đặt tiệc ở đây. Đơn hàng đặc biệt cho buổi họp lớp đến đây rồi. Hôm nay cả lớp mình sẽ được thưởng thức nước mía ngon tuyệt vời của hai vợ chồng Vân đây. Cậu chính là người sáng nay đến đặt đơn hàng này hả? Thôi, tôi đưa đủ số lượng mà cậu đặt rồi. Tôi phải về trong cửa hàng luôn đây. Mình về thôi anh. Kìa em, anh và cô Linh đã phải mất công lắm mới đưa được em đến đây. Em hãy cứ tự tin, vui vẻ vào họp lớp cùng các bạn đi. Anh, thì ra anh và Linh đã sắp xếp việc này hả? Bận mình không làm thế thì làm sao kéo cậu đến đây được. Thôi, đừng có cứng đầu nữa, mau mau chuẩn bị vào họp lớp thôi. Bọn lớp mình về đủ cả đấy, chắc chắn gặp mặt nhau sẽ vui lắm đây. Anh và Linh làm cho em bất ngờ quá. Nhưng em đã kịp chuẩn bị gì đâu. Trong em yên tâm, anh đã chuẩn bị một chiếc váy em đã thích từ rất lâu mà không dám mua đấy. Anh và Linh làm em bối rối quá. Em, thật sự em... Em à, mỗi người có một cuộc sống riêng, dù thành đạt hay chưa, thì đừng để điều đó khiến bản thân mình tự ti, trở thành rào cản không muốn gặp lại bạn bè. Việc thành đạt hay chưa không phải là điều quan trọng nhất,
quan trọng là mình đang sống hạnh phúc với cuộc sống của mình, đúng không nào? Cậu xem, cậu có một anh chồng tâm lý, hết lòng yêu thương vợ như vậy, chẳng phải là điều tuyệt vời mà nhiều người mơ ước sao? Tôi hiểu rồi cậu ạ. Tôi suy nghĩ thật là... Hôm nay bọn mình đến đây không phải để gặp những trưởng phòng này hay là giám đốc kia, mà chúng ta đến để gặp lại những hoàng sức, thủy cận, rồi cả tùng cơm nữa, là những đứa bạn của 10 năm về trước. Mà ngày trước, cả lớp gọi cậu là Vân vẫn vơ chẳng sai tẹo nào, chỉ toàn suy nghĩ không đâu. Thôi, vui lên nào. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền biển, do mắt sáng tin anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Chờ sự hồi âm. Ủa, sao bà không ăn cơm trước đi? Tôi đã báo là về muộn rồi còn gì. Thì tôi nghĩ ông về sẽ ăn thêm chút gì đó. Tôi đợi ông về rồi ăn cùng cho vui. Ăn một mình buồn lắm. Thế hôm nay bà có đi từ thiện ở trung tâm trại trẻ mồ côi không? Sáng nay tôi chuẩn bị ít đồ cho tuổi trẻ rồi. Đến đó nghe tiếng nói, tiếng cười của tuổi trẻ cũng đỡ buồn. Vợ chồng mình hiếm muộn. Dạ, có đứa con thì... Này bà, tôi với bà tuổi cũng đã cao. Hay chúng ta nhận một đứa trẻ về làm con nuôi, sau này cũng có chỗ nương tựa tuổi già. Nhận con nuôi, nhưng mà việc nhận một đứa trẻ không phải đơn giản. Đúng vậy, trong số những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, bà có để ý đứa cháu nào không? Mỗi lần tôi đến phát quà cho các cháu, đều thấy cháu nào cũng xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu cả ông à. Nhưng mà tôi không quá quan trọng về ngoại hình, mà chỉ cần đứa bé tốt bụng và biết cách sống trước sau là được rồi. Vậy ông định tìm thế nào? Tôi sẽ có cách của tôi, bà cứ yên tâm. Anh đã chuẩn bị hết quà cho lũ trẻ như lời tôi dặn chưa? Dạ, xong rồi thưa sếp. Nhưng mà sao sếp không ủng hộ tiền luôn cho nhanh? Việc gì phải gói riêng từng món quà cho lũ trẻ như vậy ạ? Được rồi, anh cứ đi lái xe về trước đi nhé. Tầm 1 giờ sau, quay lại đón tôi. Vâng, thưa sếp. Hôm nay, trường của chúng ta rất vinh dự được đón một vị khách. Bác ấy muốn gửi tặng cho mỗi bạn nhỏ ở đây một món quà. Hoa, có quà, có quà, thích quá. Hoàng hậu, có quà đấy. Ôi, tôi chỉ nhận được một quyển vở và cây bút thôi. Ngoài ra chả có gì khác cả. Cả một cái hộp quà to thế này mà chỉ được vậy thôi. Còn tớ chỉ là một bộ thước kẻ. Nhưng may quá, hôm trước tớ vừa làm gãy thước của tớ rồi. Đâu, quà của cậu đâu tớ xem nào. Vẫn chưa thấy. Có thư của tôi không bà? Không có, chỉ có báo mới thôi. Mấy hôm nay ông đang chờ thư ai mà tôi thấy ông cứ ngóng suốt. Chờ một sự hội âm. Việc gì mà cứ ra vẻ bí ẩn. Thôi, ông đi ăn sáng đi không muộn. À, hình như có thư thì phải. Cảm ơn bác vì món quà bác đã gửi cho cháu. Bác biết không, cháu rất thích vẽ. Mà ở trại trẻ mồ côi, cháu chỉ được phát một hộp bút chì màu, nên nhanh hết lắm ạ. May mà cháu được bác tặng thêm một hộp màu nữa. Cháu rất vui vì món quà quý giá đó. Một lần nữa, cháu cảm ơn bác và chúc bác có một ngày tốt lành. Cháu ong vàng. Bà thay đồ đi nhé. Tôi với bà đi đến trại trẻ mồ côi một chuyến. Tôi đã nhận được hồ sơ xin nhận con nuôi của ông bà. Đây là những đứa trẻ ở đây. Ông bà muốn nhận cháu bé với tiêu chí như thế nào ạ? Ở đây có một cháu bé tên là ông Vàng phải không cô? Vâng, cậu bé phía trong cùng bác ạ. Đứa trẻ đáng yêu quá. Tôi muốn nhận thằng bé là con nuôi được không cô? Thưa bác, nhưng cháu có một khiếm khuyết nhỏ ở tay. E là... Bao nhiêu đứa bé bình thường sao ông không nhận? Sao lại nhận đứa bé đó?
Hôm trước khi tôi gửi đồ đến trại trẻ, tôi đã cố ý làm khác mỗi lần, là gói riêng cho từng cháu những món quà nhỏ, kèm theo số điện thoại và địa chỉ liên lạc của tôi. Ngày ngày tôi vẫn chờ sự hồi âm của bọn trẻ, không phải là trông chờ một sự báo đáp, mà đơn giản chỉ cần một lời cảm ơn. Đối với tôi, hai tiếng cảm ơn nó không quan trọng bằng việc tôi muốn bọn trẻ hiểu về giá trị của lòng biết ơn. Khi chúng nhận được điều gì thì cũng nên ghi nhớ và biết ơn người đã mang lại cho chúng. Trong khi rất nhiều những đứa trẻ đã bỏ qua những tấm cạc nhỏ bé, thì còn một cậu bé kia là người duy nhất đã giữ lại và gửi tới địa chỉ của tôi một tấm thiệp cảm ơn. Bác nói đúng, dù còn nhỏ tuổi, nếu không chú ý đến bài học về lòng biết ơn này, sẽ mang lại cho lũ trẻ thói vô tâm và ích kỷ thụ hưởng. Cho nên dù vẻ bề ngoài cậu bé có như thế nào, tôi vẫn tin đây là một đứa bé rất đáng quý và đáng trân trọng, bởi vì cậu bé luôn biết hàm ơn và nhớ tới những gì nó nhận được. Lòng biết ơn chân thành sẽ giúp cậu bé có những hành động tốt đẹp và đầy yêu thương như thế. Bài học nhỏ về lòng biết ơn sẽ là nền tảng đầu tiên và trở thành giá trị lớn không thể mất đi trong trái tim và tâm hồn mỗi con người. Thì ra đây là những việc mà ông đã giấu tôi trong thời gian qua ư? Chiếc đồng hồ cũ. Có thể sửa gấp giúp tôi chiếc đồng hồ này được không? Tôi đang có việc cần dùng đến nó. Để tôi xem qua nó đã. Trông nó có vẻ hơi cũ, không biết có hỏng nặng không. Nhìn nó cũ vậy thôi chứ vẫn còn dùng tốt lắm và rất có ý nghĩa đối với tôi. Đột nhiên hôm qua, con lắc của tôi nó không chạy nên tôi mới phải mang đi sửa. Tôi hiểu, nhưng khi nào thì ông cần ạ? Sáng sớm ngày mai được không? Tôi có việc rất quan trọng cần đến nó. Sáng sớm ngày mai à? Hơi gấp nhỉ? Cửa hàng chúng tôi còn đang phải sửa rất nhiều đồ của khách, không biết liệu có kịp không. Con lắc bị hỏng, dây cót đứt, chắc sửa cũng phải mất thời gian. Ông hãy cố gắng giúp tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Ngày mai nhất định tôi phải có chiếc đồng hồ này. Tiền bạc không thành vấn đề, tôi chỉ sợ không làm kịp thì lỡ việc của ông mất, nên... Để cháu sửa cho ạ. Jimmy, cậu vẫn còn hai đơn hàng cần sửa gấp cơ mà. Ông đây cần nó vào ngày mai đấy. Cháu nghĩ nếu cố gắng thì sẽ kịp thôi ạ. Tuyệt quá, cậu nhận sửa nó giúp tôi nhé. Nhưng mà... Cháu làm được mà, ông cứ tin ở cháu. Ông cứ để chiếc đồng hồ lại đây, cháu sẽ sửa nó cho ông ạ. Sáng sớm ngày mai sẽ xong ạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu nói được là phải làm được. Nếu không, cậu tự chịu trách nhiệm với khách đấy. Cháu biết mà. Sao lại sáng đèn nhỉ? Không lẽ có trộm? Jimmy! Cậu làm gì mà khuya thế này vẫn còn chưa ngủ? À, em cố thức sửa nốt cái đồng hồ cho ông khách lúc sáng ấy mà. Anh ngủ muộn thế. Tôi bị tỉnh giấc nên khát nước. Cậu thật là, đã nói là không kịp rồi, còn cố nhận để phải thức khuya thế này. Thấy ông khách ấy có việc cần, nên em cũng muốn giúp người ta. Thức đêm một hôm có sao đâu ạ. À, lọ dầu bóng để ở đâu anh nhỉ? Ở trên kệ kia kìa, cậu cần dầu bóng làm gì? Em xịt lại cái đồng hồ cho sạch và mới hơn. Để lâu quá không vệ sinh, nhìn cũ quá. Ông khách đó yêu cầu vệ sinh và làm mới chiếc đồng hồ à? Không, nhưng em thấy cũ và bẩn thì em làm lại cho mới thôi à. Cái gì? Cậu có biết vệ sinh và làm mới lại cũng rất mất thời gian không? Phải trả phí thì mới làm chứ, tự nhiên lại làm không cho người ta. Có gì đâu anh, bỏ công một chút thôi mà. Khách hàng họ nhận lại chiếc đồng hồ vừa mới vừa sạch, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Tôi chưa thấy ai như cậu. Đã không được gì, còn phải thức khuya không được ngủ. Đúng là dở hơi mà. Anh đừng nói thế. Mình phải hết lòng vì khách hàng chứ. Khách hàng vui là em cũng vui rồi. Anh đi nghỉ đi, cứ kệ em. Tôi cũng chẳng thừa hơi để đứng đây xem cậu làm cái trò vô bổ và tốn sức này đâu. Ông chủ, xin lỗi vì đến hơi sớm, không biết chiếc đồng hồ của tôi thế nào rồi ạ? Tôi cũng không biết cậu Jimmy đó sửa xong cho ông chưa nữa, để tôi mở cửa hàng đã.
Jimmy! Cả đêm qua cậu thức đây à? Sao lại ngủ ở đây? Dạ, cháu cố thức để sửa xong cái đồng hồ, không lại thức hẹn với khách ạ. Tuyệt quá! Vậy là đã sửa xong rồi đúng không? Đồng hồ của ông đây ạ. Thật không thể tin nổi, tuyệt quá! Trông nó như mới vậy, đây có đúng là đồng hồ của tôi không vậy? Đúng là đồng hồ của ông đấy ạ, cháu chỉ vệ sinh một chút thôi ạ. Nhưng tôi nhớ là hôm qua đâu có yêu cầu cậu vệ sinh và làm mới, cậu tự làm mà. Dạ, tại cháu thấy nó bẩn và cũ quá nên... Ông yên tâm, đây là cháu tự làm, cháu sẽ không tính phí thêm đâu ạ. Cậu đã phải thức đêm để sửa đồng hồ cho tôi, còn tốn thêm thời gian để vệ sinh nữa. Cậu... số ông may mắn lắm mới gặp được Jimmy đấy. Cậu bé rất nhiệt tình và luôn hết lòng vì khách. Jimmy, cậu có thư này. Thư của em ạ. Chào cậu. Cậu còn nhớ chiếc đồng hồ cũ tôi nhờ cậu sửa hôm trước chứ? Cậu không những nhận lời sửa gấp giúp tôi mà còn biến chiếc đồng hồ của tôi thành chiếc đồng hồ mới tinh. Tôi thấy cậu là một cậu bé rất tốt bụng, làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và hết lòng vì khách mà không vụ lợi. Thế nên tôi muốn giới thiệu cậu đến làm ở công ty cũng chuyên về đồng hồ của bạn tôi. Ở đó đang cần một người quản lý và tôi nghĩ cậu hoàn toàn phù hợp với vị trí này. 0329998888, hãy gọi cho tôi nhé. Thân mến. Có chuyện gì vậy? Thư của ai đấy? Anh đọc đi. Tuyệt quá! Còn không gọi điện cho ông ấy đi. Đây quả là một cơ hội hiếm có đấy. Anh nghĩ thế thật sao? Em không nghĩ là mình may mắn như vậy đâu. Không phải cậu may mắn, mà chính sự chân thành của cậu đã khiến vị khách đó cảm kích. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã nói những lời không phải với cậu. Cậu làm đúng lắm, Jimmy ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.